Nó mất một ba nhỉ. Rồi. Gần quá. Rồi bây giờ chúng ta coi hướng dẫn đấu cái dây còi nha, dây còi cho xe. Rồi. Trước tiên chúng ta phân biệt dây còi trong xe. Dây còi trong xe nó có cái một cái cọng dây màu đây. Ok, để quay gần cho các bạn coi. Đây là dây còi. Thấy không? Dây còi nó sẽ đi với một dây màu xanh. Mình đấu hai dây còi nó mới kêu nha các bạn. Rồi, để đấu dây còi. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy một cái dây còi với một cái dây mát trong cái cùm công tắc á. Rồi. Dây còi với cùm công tắc. Ở trong máy lên, dưới máy lên nó sẽ có một cọng dây còi. Nó cùng màu y chang, hai cái màu y chang này đó, các bạn sẽ nối vô. Đây là cái nguồn của còi nha. Rồi. Các bạn đang coi Ken Ken hướng dẫn đấu dây điện. Rồi các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cúp thì liên hệ 0982116306, website là aothocvietnam.net và xehondacup.com nha. Rồi. Đây, xong dây còi, rồi tiếp theo chúng ta đấu dây mát. Không có mát là còi nó mới kêu các bạn. Rồi, ở dưới trường lên. Trường lên mình móc một cọng dây mát ra. Rồi, mình có mát, cắt một cọng dây mát con cái đùm này ra. Rồi, cọng màu xanh. Cái cọng này dư. Rồi, cắt cọng dây mát. Đó, đốt cọng dây mát. Rồi, dây mát vô đây. Đấu dây mát ở dưới sườn. Ở trong cọng dây chính ở dưới sườn lên các bạn. Đó, đốt dây mát vô. Còi, đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã đấu xong cái cọng dây còi. Rồi, như vậy chúng ta bóp còi kêu thôi. Không có vấn đề gì. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn clip sau coi một cái hướng dẫn đấu dây đàn pha chính nha.